Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.955 đô la Mỹ một ounce, giảm 19 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá vàng có lúc đạt ngưỡng 1.980 đô la Mỹ một ounce, đây là cột mốc đáng giá cao nhất mọi thời đại. Giới chuyên gia nhận định rằng giá vàng tạm thời trải qua một vài phiên điều chỉnh giảm do áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Trong hơn một tuần qua, giá vàng tăng sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 7 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Hiện tại, người tiêu dùng Mỹ ít lạc quan về triển vọng nền kinh tế số 1 thế giới trong ngắn hạn. Niềm tin giảm mạnh tại nhiều bang như Michigan, Florida, Texas và California sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở các khu vực này. Bên cạnh đó, giá vàng tăng còn do giới quan sát thị trường dự báo xung đột Mỹ và Trung có thể chuyển sang giai đoạn mới trong một cuộc chiến về vốn và cuộc chiến này có thể tác động tiêu cực đến đồng đô la Mỹ. Về triển vọng của giá vàng, chuyên gia nhận định mặt hàng kim loại quý vẫn tiếp tục tăng dữ dội. Vàng được đánh giá đã tăng giá quá nóng thời gian gần đây và mặt hàng này vẫn được dự báo còn dư địa để lên tới mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước trong sáng nay cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại các tỉnh, thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC hầu hết được điều chỉnh tăng 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh, thành phố được niêm yết với mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 56,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,92 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Nha Trang, giá mua vào là 56,39 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,92 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Cà Mau, giá mua vào là 56,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,92 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Bình Phước, giá mua vào là 56,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,92 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Huế, giá mua vào là 56,37 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,93 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 56,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,9 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Quy Nhơn, giá mua vào là 56,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,92 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Long Xuyên, giá mua vào là 56,42 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,95 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại sáng nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại SJC thành phố Hồ Chí Minh, từ 1 lượng đến 10 lượng, giá mua vào là 56,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,9 triệu đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, giá mua vào là 53,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua vào là 53,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có giá mua vào là 52,658 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54,158 triệu đồng trên một lượng, tăng 247.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có giá mua vào là 39,179 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 41,179 triệu đồng trên một lượng, tăng 187.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có giá mua vào là 30,043 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 32,043 triệu đồng trên một lượng, tăng 145.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có giá mua vào là 20,962 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 22,962 triệu đồng trên một lượng, tăng 104.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết với mức giá như sau. Tại Doji thành phố Hồ Chí Minh, giá mua vào là 56 triệu đồng và bán ra là 57,6 triệu đồng, tăng 750.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra. Tại Doji Hà Nội có giá mua vào là 56,21 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 950.000 đồng ở chiều mua vào và 560.000 đồng ở chiều bán ra. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,7 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC có giá mua vào là 56,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 900.000 đồng một chiều mua vào và 600.000 đồng một chiều bán ra.
Tại tổ chức Nhi Hồng có giá mua vào là 56,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 55,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,95 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại ngân hàng Eximbank có giá mua vào là 56,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 900.000 đồng ở chiều mua vào và 700.000 đồng ở chiều bán ra. Tại ngân hàng ACB có giá mua vào là 56,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 57,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng Sacombank có giá mua vào là 55,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 58,15 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có giá mua vào là 55,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,9 triệu đồng trên một lượng, cũng không có gì thay đổi. Tại ngân hàng Maritimebank có giá mua vào là 55,8 triệu đồng trên một lượng, giảm 260.000 đồng và bán ra là 58,2 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng TPBank Gold có giá mua vào là 56,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 950.000 đồng và bán ra là 57,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 550.000 đồng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng ngày hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.